Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố kế hoạch hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Amazon Global Selling. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao việc Cục Xúc tiến Thương mại hợp tác với tập đoàn Amazon Global Selling để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, phát triển thương hiệu thông qua nền tảng thương mại điện tử, mang lại sự đổi mới trong công tác xúc tiến thương mại. Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quan tâm và muốn đầu tư vào các ngành công nghiệp Việt Nam. Về phía Amazon, Giám đốc Amazon khu vực Đông Nam Á, ông Bernard Tay nhấn mạnh, xuất khẩu thông qua thương mại điện tử là cơ hội toàn cầu, xuyên biên giới. Thông qua Amazon, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội phát triển kinh doanh trực tuyến và phát triển kinh doanh qua thương mại điện tử toàn cầu. Thông qua kênh bán hàng trực tuyến này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận 300 triệu tài khoản đã đăng ký mua bán hàng trên Amazon và số lượng tài khoản này cũng không ngừng gia tăng.